Cảm ơn sự trở lại của quý khán thính giả để tiếp tục câu chuyện chào buổi sáng. Và thưa quý khán thính giả, về châu Á chúng tôi gửi tới quý vị một cái tin sau đây. Đó là một vị tướng của Hoa Kỳ, nói đúng hơn ông là phó tham mưu trưởng của quân lực Hoa Kỳ. Khi điều trần trước Quốc hội thì ông đã nói là Triều Tiên không có khả năng tấn công Hoa Kỳ. Và Tuấn lặp lại quý vị nhé. Vị tướng của Hoa Kỳ chúng ta nói là Triều Tiên không có khả năng tấn công Hoa Kỳ. Và trên đây thưa quý vị là lời tuyên bố của tướng Paul Sova trong phiên điều trần trước Ủy ban Vũ khí Thượng viện Hoa Kỳ. Ông này nói rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chắc chắn không có khả năng để tấn công Hoa Kỳ với bất kỳ một cái mức độ chính xác nào. Có nghĩa nói là ông chả làm được gì cả. Vì tại sao vậy? Ông tướng Sova ông nói vì tên lửa của nước này đã bị giới hạn, không có khả năng dẫn đường, vì nếu đã nói là hỏa tiễn liên đạn đạo hoặc là bất cứ hỏa tiễn nào thì phải hướng tới mục tiêu và là chính xác. Thì ông nói rằng họ không làm được điều đó. Và ông tướng Sova chúng tôi gửi tới quý vị cái lời nói trực tiếp của ông như sau trước Thượng viện. Tôi không tin rằng cuộc thử nghiệm ngày 4 tháng 7 vừa qua, chúng ta biết là 4 tháng 7 vừa qua thì Bắc Hàn đã bắn thử tên lửa đạn đạo, liên đạn đạn đạo, nói đúng là như vậy, tức là tiếng Anh gọi là ICBM. Và cái cuộc thử này thì Bắc Hàn nói rằng họ đã thành công và có thể tấn công thẳng vào Hoa Kỳ, nếu không tới California thì tới Alaska hoặc là tới căn cứ đảo Guam nào đó. Đó là cái sự hoành hoang. Và chúng ta biết cũng chính quyền Bắc Hàn cũng đã tổ chức phát thưởng cho những người nào trực tiếp giúp cho cái hỏa tiễn liên đạn đạn đạo của Bắc Hàn. Và vị tướng này nói tiếp, với bất kỳ mức độ chính xác hay là sự nào đó thì họ cũng không thể thành công cho nó được. Và thưa quý khán giả, đó là lời quả quyết của một vị phó tham mưu trưởng liên quân của Hoa Kỳ đã tường trình trước Ủy ban Vũ khí Thượng viện mới đây. Chúng tôi thì cũng đã nhiều lần, không phải là bây giờ mới nói, đã nhiều lần, và không biết Khải Đào nghĩ sao, đã nhiều lần nói rằng họ càng chống phách kêu to bao nhiêu thì họ càng không có cái thực lực bấy nhiêu. Và vẫn quả quyết rằng cho đến giờ phút này thì Bắc Hàn chưa có đủ khả năng để biến thành một cái, nghĩa là thủ đắc một cái, nghĩa là biến chế ra, sản xuất ra được một cái vũ khí hạt nhân. Đó là lời của chúng tôi với tư cách là cá nhân, chứ chúng tôi không có bởi căn cứ vào rất nhiều. Và như chúng tôi vừa đưa ra cái câu ca dao ông bà mày nói đó, mày càng gõ to thì có nghĩa là mày không có gì. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói đến. Và thưa quý khán thính giả, Iran cũng thế thôi, nhưng mà với nếu cái sự lần lười mà nhẹ nhàng của phương Tây nói chung và của Hoa Kỳ nói riêng thì có lẽ cái chuyện mà Iran cũng như Bắc Hàn họ có thể thủ đắc vũ khí nguyên tử không có chọn, không gọi là không có còn bao xa. Đó là điều mà chúng tôi muốn nói. Và cái tin của ông tướng Sova này điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ thì cũng là một cái điều mà làm cho chúng ta an tâm được một phần nào. Nhưng mà nếu không chặn lẹ thì có thể họ sẽ thành công, biết đâu Nga sẽ giúp, biết đâu Trung Quốc sẽ giúp. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói. Dạ vâng, thưa anh Mai Tuấn, kính thưa quý vị, chắc có lẽ quý vị còn nhớ Khải cũng hay nói là Tổng thống Donald Trump đã đạt được một số những cái thành tích, tức là đã góp phần giúp cho Hoa Kỳ thịnh vượng hơn sau khi ông ép buộc một số những quốc gia giống như là Đài Loan, Canada, Saudi Arabia phải mua hàng tỷ, hàng trăm tỷ đô la tiền những cái dùng từ trong nước là khí cụ quân sự, phải không ạ? Em không biết hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa dùng từ gì ạ? Những quân trang, quân dụng. Đúng vậy thôi. Vũ khí. Thì kính thưa quý vị, khi mà chúng quý vị nhớ là những cái bản tin đó nói là Nhật Bản mua F-35, Hoa Kỳ bán cho Đài Loan F-18, F-16. Thì có lẽ khi mà chúng tôi nói là Hoa Kỳ bán những đồ phế thải, tức là những cái... đã sử dụng. Dạ, tức là sẽ lỗi thời, sẽ được đưa vào... Một là tồn kho, hai là phải đem phá bỏ, gỡ bỏ. Thì có lẽ một số người cho là chúng tôi thầy bói mù sờ voi, nói khống, hoặc là dùng cái từ bình dân nói khoác. Thì kính thưa quý vị, gần đây thưa anh Mai Tuấn là trên mạng đã, nếu mà quý vị nào theo dõi những cái trang quân sự thì thấy là Hoa Kỳ đã công bố những cái tàu hải quân của Hoa Kỳ đã thử thành công. Mà Khải nghĩ khi mà họ tuyên bố ra có nghĩa là họ sẽ đưa vào sử dụng, mà gọi là đã đưa vào sử dụng trong một cái số những cái gọi là những cái chiến hạm gọi là gì anh prototype á. Tức là giống như là thử đó.
Thì kính thưa quý vị, những cái vũ khí này là giống như chúng ta coi phim mà hồi xưa nhớ là phim Lỗ Tai Lừa, tức là những cái phim khoa học giả tưởng, những tia laser, phải không ạ? Ừ. Mà mình bắn. Thì có nghĩa là kính thưa quý vị, cái súng này là súng dùng súng điện tử bắn tia laser. Mà họ đã bắn thử một cái dùng cái từ là drone, máy bay không người lái. Thì họ nói cái phí tổn mỗi lần bắn như vậy chỉ tốn có $1 thôi. Mà quý vị biết thứ nhất là cái tia laser thì cái tốc độ của nó bằng tốc độ ánh sáng, phải không ạ? Mà thay vì quý vị nhớ coi phim thì mình thấy giống như cảnh sát phải có cái tia laser đỏ đỏ đó để dò đường, rồi mới bắn. Thì rõ ràng thì bây giờ nếu mà dùng tia laser mà vũ khí laser mà thành hiện thực rồi, thì rõ ràng là cái thế hệ vũ khí mới của Hoa Kỳ đó anh, là nó bước qua một tầm mức mới. Thứ nhất là như chúng tôi biết, ngoài cái vũ khí laser ra, thì thưa anh Mai Tuấn, quý vị còn nhớ là hồi xưa anh mà náo theo phim tàu là mình học võ cái là dùng cơ bắp, phải không ạ? Đánh dùng tay chân, sau này dùng kiếm là vũ khí cũng sử dụng cơ bắp, là nối tiếp cầm vũ khí. Right. Rồi đến dùng súng, phải không ạ? Thì thật sự cái thứ về súng là đúng, đối với chúng tôi nó là không biết dùng từ đao to búa lớn gì, tức là dùng khí động học hay là mechanic đó anh, tức là cơ học, hoặc là thuốc nổ thì cũng là hóa học. Nhưng mà kính thưa quý vị, ý chúng tôi muốn nói bây giờ cái thế hệ vũ khí bây giờ nó không còn là lệ thuộc vào vấn đề cơ khí hóa học nữa, mà bây giờ nó là điện tử. Điện tử là gì kính thưa quý vị? Giống như anh quý vị biết, đối với chúng tôi nghĩ hầu như chỉ có Hoa Kỳ là làm chủ được cái là lò hạt nhân đó anh, mà họ có thể gắn lên trên được tàu ngầm. Mà sau này họ nói họ đã chế được những cái lò hạt nhân nhỏ, đủ nhỏ đến độ mà có thể gắn lên máy bay được. Thành ra họ đã thử những cái vũ khí hạt nhân kính thưa vậy trên máy bay luôn. Thì có nghĩa đây kính thưa vậy, giống như hồi nãy anh Mai Tuấn nói, dù có Bắc Triều Tiên có chế được vũ khí nguyên tử, nhưng mà nó còn lệ thuộc vào nhiều cái yếu tố khác lắm. Giống như nó gọi là delivery system, anh có đầu đạn nguyên tử mà làm sao anh có hệ thống tên lửa để phóng cái đầu đạn dẫn đường và cho chính xác, rồi thêm cái điện tử để dẫn đường. Bây giờ đó là chưa kể, cũng một bài báo khác trên mạng có thứ vị, họ nói là bây giờ Hoa Kỳ đã thử thành công, cái này chúng tôi biết rất là lâu rồi, cái loại drone máy bay không người lái đó, mà hỏa tiễn không người lái, nó có hai loại, một là hỏa tiễn để làm là giống như nói hỏa tiễn liên lục địa, hai là cái dạng máy bay mà anh nhớ hồi xưa Âu Châu nó có cái Concorde đại khái như vậy. Có nghĩa là nó bay lên thượng tầng khí quyển, tốc xong, độ nó xong rồi xuống trực tiếp. Dạ vâng, tốc độ nó là nó gọi là Mach 6, Mach 7, gấp 6, gấp 7 lần tốc độ âm thanh. Thành ra kính thưa quý vị, không có một cái tên lửa phòng không nào có thể mà hủy diệt được những cái hỏa tiễn này. Hoặc là nếu mà họ chế vừa hỏa tiễn vừa là máy bay, thì cái thế hệ vũ khí này kính thưa quý vị, nó bay lên thượng tầng khí quyển rất là cao, ngoài cái độ cao quá cái sức của những cái hỏa tiễn phòng không của Nga hoặc là của Trung Cộng. Và thứ hai nữa, tốc độ của nó là gấp 6, gấp 7 lần tốc độ âm thanh, có nghĩa là không có một cái chiến đấu cơ nào của có thể đi nhanh dạ, những thế lực thù địch của Hoa Kỳ có thể mà đương đầu với họ được. Đó là lý do tại sao trước đây chúng tôi cho rằng là những cái F-16, F-18 là sẽ sắp sửa cho vào kho, nhập kho rồi. Và vì lỗi trời. Dạ vâng, thành ra như anh Mai Tuấn nói, chính thưa quý vị là từ đó đến giờ chúng tôi vẫn không bao giờ tin là Bắc Triều Tiên hoặc là Trung Cộng có thể nào mà đương đầu với Hoa Kỳ ở một cái cuộc chiến quân sự thật sự. Đó là những cái điều mà như Mai Tuấn vừa thưa ở cái phần đưa tin tướng Sheva nói ở trong buổi điều trần với tại Thượng viện đó, là làm cho chúng ta hãnh diện điều nhất, về thứ hai cảm thấy an tâm một phần nào. Và dĩ nhiên thưa quý khán giả, những cái đồng minh của Hoa Kỳ như thế là Nam Hàn và Nhật Bản và những cái quốc gia lân bang ở bên Á Châu, thì người ta nói rằng nếu cái chuyện chiến tranh với Bắc Triều Tiên mà xảy ra thì 20 triệu dân Nam Hàn không phải là lúc chiến tranh mà ngay cả bây giờ luôn luôn nằm nơm nớp, bởi vì Đại Bác bình thường thì cái chuyện đó giặt là nguy hiểm, là tốn phí và thiệt hại nữa ở chỗ đó. Nhưng mà đối với đến nước Hoa Kỳ thì có lẽ cũng gọi là một trời một vực. Thành ra em mới nghĩ đó, thưa anh Mai Tuấn, là kính thưa quý vị, Khải mới nghĩ là tại sao bây giờ họ mới lộ bài ra là họ đã có vũ khí laser trong Việt Nam gọi là tia laser. Là có nghĩa là như anh Mai Tuấn biết là dù có hỏa tiễn anh bắn nhanh cách mấy, nhưng mà nếu mà họ thật sự có súng thì laser rồi, cái này thì họ đánh rất lẹ. Và ngay thời Tổng thống Ronald Reagan, chúng ta còn nhớ lúc đó ông đã tuyên bố là
chiến tranh không gian chứ không còn phải là chiến tranh theo quy ước giống như bây giờ bằng súng bằng đạn nữa, mà là không, ngay cả không phải đạn nguyên tử mà là đạn bằng laser, tức là bằng tia hồng ngoại, thưa quý khán giả. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và mời quý vị trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại để đi tiếp phần thứ 3.